Hôm nay trời đẹp, dẫn mấy đứa nhỏ đi mò. Bữa nay mới tháng 3 mà trời là 70 độ, không có cần mặc áo lạnh luôn cả nhà. Trời mát mát, dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi. Đây nó có cho con nít chơi, cái chỗ để dành cho con nít chơi slide. Ở ngoài đây cũng có nhiều cái đồ hiệu lắm nè, Adidas, Puma, Michael Kors, Starbucks. Có những cái chỗ ngồi chơi cũng lý tưởng. Đi vòng vòng cũng hơi mệt, bây giờ mình dẫn mấy đứa nhỏ vô cái chỗ mua đồ ăn để ăn. Ở đây, trong đây nó có bán đầy đủ đồ ăn châu Á, đồ ăn Mỹ. What else you want? Chicken general. And what else you like? General. Orange chicken. Yeah. Yeah. Ở đây có quán trà sữa nữa nè, mình order pizza mấy đứa nhỏ ăn. Buổi ăn tối của gia đình mình nè. It's good every. Cái chỗ ăn ở bên trong, ở ngoài là cái mò. Mời cả nhà ăn tấm ít trần với mình nha cả nhà. Đi làm ra chở mấy đứa nhỏ đi mò vòng vòng, bây giờ về nhà thấy ăn thấy bánh ít ngon quá, ăn thêm bánh ít nè. Bánh ít trần ở trong nhân đậu xanh với thịt, miếng rau vô, miếng rau thơm vô. Rau thơm mình thích ăn rau nhiều, bánh ít với rau. Để thêm miếng chả lụa vô. Rồi đi mò nãy ăn với mấy đứa nhỏ hết rồi chúng rồi. Mà về nhà thấy bánh ít mẹ làm ngon quá, ăn tiếp. Ăn mấy chiếc mắm lên. Nước mắm chua ngọt, quá trời ớt luôn nè. All right, boys and girls, to the Roblox Bubbers video, and today we have. Có mẹ là cũng sướng hơn người nào có ăn sẵn. Mình ít được nè, mình cắn nữa. Hai.
ngon đấy nhỉ. Với ít đậm. À. Đậu xanh. Ở trong đậu xanh với thịt, nhân thịt với đậu xanh. Ngon. Đi mò mình ăn với mấy đứa nhỏ rồi mà thấy bánh này ngon lắm, vẫn ăn ăn thêm. Ngon lắm, ăn rau. Trái lụa này gói bằng lá chuối tươi luôn. Còn xương mới mua hôm qua còn nóng hổi à. Ngon quá nhờ. Ăn thêm miếng trong bánh này. Làm video đi không biết làm dễ gì luôn. Ăn uống thì thôi à. Cái nhà thấy thích video của mình á, bấm nút like để ủng hộ mình với cả nhà. Bây giờ view mình cũng giờ càng ngày càng ít đi, không biết sao luôn. Mình cũng đi tương tác nhưng mà nhiều khi mình gần ngày mình mới vô được. Nhiều khi mình coi người này người kia mình có không kịp á. Mình đi làm nhiều khi mình mở phone bỏ gần, mình vừa làm mình vừa coi luôn á. Cái làm người này cũng cực khổ quá nha, không có gì sung sướng. Ai trong nghề rồi mới biết cái khổ của cái nghề. Mình đồng ý chủ yếu là vui thôi. Nhưng mà có một trai vô ủng hộ, có view, có like, mình cảm thấy giống như mình có tinh thần mình làm hơn. Mình thấy càng ngày càng tụt đi, chán nản gì đâu. Lúc bỏ cuộc điện thoại luôn, nhiều khi nhiều lúc nữa. Tiền bạc ở đâu cũng thấy có chê bai bình luận đủ thứ, nhất đầu cũng chết luôn. Ăn rau chủ yếu ăn rau ngon. Chủ yếu bữa nay rồi tâm sự cho cả nhà. Buồn buồn lên YouTube tâm sự với cả nhà. Chả biết nói với ai. Uống miếng củ nho. Củ nho mẹ ủ. Mình cũng đi tương tác với mọi người á, nhưng mà mình tương tác cũng hơi lâu á. Mình xem nhiều khi hết cái một video đó, cũng một cái video của mỗi người, nhiều khi có người làm 10 phút, có người làm 15 phút, 20 phút. Mình đã vô coi là mình sẽ coi hết cho cả nhà. Nhiều lúc mình đang làm, mình làm người nail, mình ngồi làm á, nhiều khi mình lúc nào cũng mở cái phone bỏ cái bên. Cái lâu lâu cái làm khách cái quên qua lại coi, không biết chủ đề đó nói cái gì nữa, nhưng mà có nghe, không có nhìn thấy. Bình luận mình chỉ bình luận sơ thôi,
Tôi coi video đó, mình coi hết luôn, vừa coi mà vừa được xem luôn. Có rảnh mình vừa xem mà mình nhìn thấy mình có video thì mình mở nghe, chứ bên tai gì đó, vừa làm thì vừa nghe xong khách cho em. Bình lần thấy cũng cực khổ hả nhỉ, đi làm chỉ có cái phone thôi, mở xuống thôi. Về tới nhà là 9-10 giờ, cái 9 giờ, cái 8 giờ mấy, đâu có được coi nhiều đâu, coi có 5-6 cái video là buồn ngủ rồi. Có khi thức khuya, hồi xưa thức khuya coi quá trời luôn, coi đến 12 giờ 1 giờ, giờ chịu hết nổi rồi. Thức khuya hoài, mình lớn tuổi rồi bị chóng mặt. Mời cả nhà. Tâm sự cho cả nhà chút xíu, ăn thêm cái nữa. Định ăn con cái mà ngon quá, ăn thêm cái nữa. Bỏ cái hành lá lên, hành thơm thơm. Mắm mắm cay cay ngon quá. Nếu mà cả nhà đã thấy mình vô rồi là mình sẽ xem hết cho cả nhà. Nhà nhìn thấy cái lằn đỏ này, lúc nào mình cũng xem hết. Nhiều khi ngày mình xem được có 10 mấy cái video rồi mới đi từ 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 từ. Có khi mình vô nhà ai là mình xem 2-3 cái video một lượt luôn. Nhiều khi có ngày đó không có được rảnh xem á, cái ngày khác mình xem lại, xem bù lại. Cái nhà ủng hộ nhau nha. Miếng rau, qua ăn rau. Ăn cần miếng trứng ngon. Xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, cuối tuần vui vẻ. Gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Cả nhà nhớ ủng hộ mình để mình có tinh thần làm thêm nhiều video mới nữa nha cả nhà. Dạ bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye.